kẻ xuất hiện trong movie Kamen Rider Revive It's Kids. Trận đại chiến kinh điển giữa cả hai Rider được giật dây bởi một thế lực từ đằng sau. Hắn ta là Game Master, được gọi với cái tên Colossus. Hắn ta từng là người tiền nhiệm của Zero Re và đã rời khỏi Design Rift bởi một lý do bí ẩn nào đó. Có thể phần này sẽ mâu thuẫn với đoạn sau của phim Movie Kamen Rider Kids vs Revive xảy ra ở phần đầu của phim, nơi mà chúng ta vẫn nghĩ những trò chơi này đến từ một thế lực nào đó hoặc họ muốn bảo vệ trái đất, nên việc Game Master là người tương lai chưa thật sự phù hợp với sự xuất hiện của Colossus. Nhưng bỏ qua phần đó, hắn ta là một kẻ trên cơ cả Zero Re khi lừa được ông dễ dàng bằng cách bắt giữ Sumori, một người có vai trò vô cùng quan trọng trong trò chơi. Lợi dụng điểm này, hắn ta đã loại bỏ thành công được Zero Re và trở thành Game Master, sử dụng Vision Driver nhưng không hề chuyển hóa. Mục đích của Colossus không chỉ là để giúp Ichi Todoroki trở thành một nhà chính trị gia quyền lực, biến gia tộc của ông ta trở thành gia tộc đứng đầu. Hắn ta còn có một kế hoạch riêng khi lợi dụng sức mạnh của Kip, một phản diện cực kỳ hùng mạnh trong Revive, nhằm tạo ra vết nứt không gian triệu hồi nên những người ngoài hành tinh đến với trái đất để tạo thành một Battle Royale hoành tráng nhất mùa vui cho tất cả. Một tham vọng vô cùng lớn xứng đáng với danh nghĩa một Game Master, một trò chơi liên minh giữa những vũ trụ. Hắn ta là một kẻ điềm tĩnh và đầy sự thanh lịch trong đó, thể hiện phần nào cá tính mạnh mẽ. Do xuất hiện trong movie nên Colossus không thể hiện được quá nhiều. Ông ta luôn phải phục vụ cho Ichi Todoroki, luôn phải kè kè bên người của tên chính trị gia này, nên phần nào đó không kiểm soát được hoàn toàn Battle Royale mà hắn ta tạo nên. Dễ dàng bị Zero Re xuất hiện và đánh bại khi cả hai sử dụng Katana để chém với nhau. Không quá tập trung vào Battle Royale mà chính bản thân đã tạo ra, luôn kè kè bên tên chính trị gia như một thư ký. Kỹ năng chiến đấu cũng chỉ ở mức khá và thời lượng xuất hiện vô cùng ít ỏi. Tất cả điều đó làm cho Colossus chỉ xứng đáng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng tất cả những Game Master.